Bà con và các bạn đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Như vậy là một tuần nữa lại trôi qua. Thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn bà con và các bạn đã lựa chọn chương trình 365 ngày chuyển động để cập nhật những thông tin nông nghiệp, những mô hình sản xuất hiệu quả, những loại cây trồng vật nuôi mới trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến bà con và các bạn những thông tin nông nghiệp mới nhất trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Ngay bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Năm 2021, huyện Đạ Tẻ dành 1,4 tỷ đồng cho hoạt động khuyến nông. Chăn nuôi hươu sao lấy nhung, mô hình phát triển kinh tế hiệu quả ở Bảo Lộc. Giá phân bón tăng cao khi đang đối phó với hạn mặn, nông dân đồng bằng sông Cửu Long lo lắng thu không đủ chi. Thanh niên 8X tại Đà Nẵng thành công từ trồng nấm. Thưa bà con và các bạn, trong thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã xây dựng, hoàn thành và chuyển giao những mô hình sản xuất, chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với nhu cầu của thị trường. Mỗi mô hình đều tận dụng lợi thế của từng vùng sinh thái khác nhau trên địa bàn để triển khai. Vào trong năm 2021 này, Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻ sẽ dành 1,4 tỷ đồng cho hoạt động khuyến nông ở địa phương. Theo đó, ngành nông nghiệp huyện sẽ đầu tư phát triển một số loại cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao như cao su, lúa nước, tre tầm vong, chuối và các loại vật nuôi. Nguồn vốn hỗ trợ khuyến nông sẽ tập trung cho các hộ nông dân còn khó khăn về kinh tế, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện cũng chọn ra một số mô hình điểm để làm nơi thử nghiệm quy trình canh tác chăn nuôi, hiệu quả kinh tế và cho nhà nông học tập kinh nghiệm từ thực tiễn. Ngoài đầu tư kinh phí, ngành nông nghiệp huyện còn tăng cường hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nông dân tiếp cận kỹ thuật nông nghiệp hiện đại nhằm áp dụng vào quá trình canh tác và chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương. Phương pháp tập huấn, chuyển giao, nhân rộng mô hình sản xuất cây trồng, vật nuôi được áp dụng linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng tham gia. Có thể thấy hoạt động khuyến nông tại Đạ Tẻ thời gian qua đã hỗ trợ nông dân khắc phục được khó khăn, nâng cao hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với xã Đạm Ri, thành phố Bảo Lộc, vốn là vùng đất của những đồi chè xanh ngát và những nương dâu, nhưng một hộ nông dân ở đây lại chọn hướng đi khác với mọi người là chăn nuôi hươu lấy nhung. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Đức và chị Bùi Thị Sinh lựa chọn hướng chăn nuôi này đã hơn 10 năm. Đến nay thì từ việc bán nhung hươu và hươu giống, vợ chồng chị đã có nguồn thu ổn định. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Đức và chị Bùi Thị Sinh, thôn 2 xã Đạm Ri, thành phố Bảo Lộc, gắn bó với nghề nuôi hươu lấy nhung đã gần 10 năm nay. Vừa nuôi hươu lấy nhung, vừa bán hươu giống. Dịp trước Tết Tân Sửu, anh Đức và chị Sinh vừa cho xuất chuồng 3 con hươu giống, giá bán mỗi con từ 25 đến 50 triệu đồng. Hiện tại, trong số 5 con hươu sao tại trang trại thì có 3 con đang cho nhung. Được biết, từ khi lên nhung đến có thể cắt bán là 1 tháng 15 ngày. Mỗi con một năm chỉ cho 1 đến 2 đợt nhung, giá cho 100 gram nhung hươu là 2,5 triệu đồng. Để chất lượng nhung hươu được đảm bảo, vợ chồng anh Đức, chị Sinh thường tận dụng nguồn thức ăn từ chính vườn nhà. Các loại cỏ, rau lang, cây bắp, lá mít, lá bơ được luân phiên mang về cho hươu. Anh Đức cũng chia sẻ, việc chăm sóc hươu sao khá dễ dàng. Mỗi ngày, anh cho ăn 2 lần sáng và chiều. Nuôi hươu rất ít dịch bệnh, phân hươu đem bón trở lại cho cây trồng cũng rất tốt. Chị kêu anh này, hãy được biết là chị của anh là một người rất rành về các địa điểm du lịch. Vậy chị có biết một địa điểm du lịch trưng bày các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến hay không ạ? Vâng, Hải Yến biết đấy, điểm trưng bày của công ty Vĩnh Tiến nằm ở ngay giữa làng hoa Vạn Thành. Chính vì thế mà điểm dừng chân mua sắm trà Vĩnh Tiến vốn thu hút rất nhiều du khách. Gần 100 sản phẩm đa dạng từ trà, cao, artiso, các loại mứt được rất nhiều du khách lựa chọn để mang về cho người thân khi có dịp đến với thành phố du lịch Đà Lạt đó Hải Yến. Vâng, và Hải Yến còn được biết được là Vĩnh Tiến là đơn vị có rất nhiều sản phẩm xuất khẩu đều đặn đến các quốc gia trên thế giới. Và đơn vị này cũng đang chuẩn bị cho xuất khẩu trở lại đối với nước cốt chanh dây và trà gừng sang thị trường Mỹ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến là đơn vị sản xuất rất nhiều các sản phẩm trà artiso, cao artiso, nước cốt trái cây, rượu van, đặc sản Đà Lạt. Ngoài thị trường trong nước, trong nhiều năm nay, một số sản phẩm đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Hiện tại, hai sản phẩm đang được đẩy mạnh sản xuất và tiếp tục xuất sang thị trường Mỹ sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 là nước cốt chanh dây và trà gừng.
Được biết, sản phẩm nước cốt chanh dây Vĩnh Tiến được người Việt Nam ở Mỹ rất ưa chuộng. Trước đây, mỗi tháng một container sản phẩm này được xuất khẩu đều đặn sang Mỹ. Doanh nghiệp này cho biết, việc kiểm soát dịch COVID-19 trên thế giới đang có những tín hiệu khả quan, sẽ mở đường cho các sản phẩm của doanh nghiệp, trong đó có nước cốt chanh dây và trà gừng xuất khẩu trở lại sang Mỹ trong thời gian tới. Tạm gác lại những thông tin nông nghiệp ở Lâm Đồng, chương trình xin được tiếp tục với những thông tin nông nghiệp ở các địa phương khác. Từ đầu năm đến nay, đặc biệt là từ tháng 3, giá nhiều loại phân bón nhập khẩu tăng mạnh đến trên 30%, đã khiến cho nhiều nhà nông đồng bằng sông Cửu Long lo lắng, bởi điều này sẽ kéo theo chi phí giá thành sản xuất tăng mạnh. Vâng, quý vị và bà con đang nhìn thấy trên màn hình, đây là vùng cây giống của tỉnh Bến Tre. Vất vả chống chọi với hạn mặn thì nay khó khăn chồng thêm khó khăn khi giá phân bón tăng cao. Tại huyện Châu Thành, những vườn bưởi như thế này vừa bước qua mùa hái trái, nên nhu cầu sử dụng phân bón đang ở mức thấp. Tuy nhiên, chỉ khoảng một vài tuần nữa thôi, nhà vườn sẽ bắt đầu chăm sóc, rải phân, dưỡng cây. Nếu tình hình giá phân bón không được cải thiện, khả năng các vụ sản xuất tới sẽ không có lãi, thậm chí là thua lỗ. Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, thì giá các loại phân bón nhập khẩu đã nhấp nhổm tăng từ cuối năm ngoái và tăng mạnh vào đầu năm nay. Nguyên nhân là một số nguyên liệu đầu vào để sản xuất phân bón tăng gấp đôi, cộng với cước phí vận chuyển tăng để giá phân nhập khẩu tăng lên ít nhất 30%. Trong tình hình giá phân bón nhập khẩu chưa có dấu hiệu ngừng tăng như hiện nay, thì nông dân càng cần phải thận trọng, tránh mua nhầm phải phân bón giả, phân bón kém chất lượng, đồng thời sử dụng tiết kiệm hiệu quả, chủ động thay thế bằng các sản phẩm trong nước. Các doanh nghiệp phân bón trong nước cũng đang tăng cường sản xuất, ổn định nguồn cung cấp, đáp ứng nhu cầu mùa vụ sản xuất của nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Vâng, không chỉ nông dân gặp khó khăn do chi phí sản xuất tăng cao, mà các hợp tác xã cũng gặp không ít trở ngại do tác động của dịch COVID-19. Thưa bà con và các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, UNDP, đã tổ chức diễn đàn đánh giá tác động từ COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, đồng thời bàn giải pháp thích ứng trong bối cảnh mới. Theo báo cáo tại diễn đàn, đến cuối năm 2020, có 82,2% số hợp tác xã bị giảm doanh thu, lợi nhuận cũng sụt giảm. Các hợp tác xã trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và vận tải bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Một số hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và tiền tệ vẫn kinh doanh có lãi. Đáng nói là việc nắm bắt và tiếp cận chính sách của khu vực hợp tác xã còn nhiều hạn chế. Hơn 40% số hợp tác xã không biết đến chính sách cho vay lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động. 38% không nắm được chính sách giảm giá tiền điện bán lẻ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các chuyên gia kiến nghị trong ngắn hạn, cơ quan chức năng cần ban hành và xác định rõ hợp tác xã là đối tượng được thụ hưởng chính sách trong thời gian qua và thời gian tới sửa đổi các quy định về điều kiện thụ hưởng phù hợp với thực tiễn. Hy vọng là những khó khăn rồi cũng sẽ sớm qua đi để bà con nông dân có được nguồn thu lớn từ sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục chương trình là một thông tin tại thành phố Đà Nẵng. Một thanh niên 8X sau nhiều năm đã gây dựng cơ ngơi về nghề trồng nấm. Anh học và làm rất nhiều nghề từ hướng dẫn viên du lịch đến sửa máy tính, rồi làm kỹ thuật xây dựng, lái taxi, thợ cơ khí hay làm nhân viên sale. Tuy nhiên không thấy công việc nào phù hợp và đúng với sở thích của mình nên anh đã quyết định nghỉ việc, bắt đầu nghề trồng nấm bào ngư màu tím đã ấp ủ bao năm. Vâng, chúng tôi đang muốn nhắc đến anh Phan Văn Hùng, 36 tuổi, trú thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, để vượt qua những khó khăn trong quá trình trồng nấm bào ngư, trồng nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo, vươn lên làm giàu, đem lại mức lãi 500 triệu đồng mỗi năm. Năm 2015, anh Phan Văn Hùng dùng số vốn 3 triệu đồng để thử nghiệm trồng nấm bào ngư. Công việc của anh không được gia đình ủng hộ vì thấy nghề trồng nấm xưa nay vất vả, anh lại không có kinh nghiệm. Nhưng bằng niềm yêu thích cây nấm bào ngư màu tím, anh Hùng chủ động học hỏi cách trồng nấm bào ngư từ nhiều sách báo, internet để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Hiện nay, anh Hùng có 5 trại nấm với tổng diện tích 550m², cung cấp 30kg nấm bào ngư tím mỗi ngày cho thị trường Đà Nẵng với giá nấm bào ngư từ 50.000 đồng một ký. Vào những dịp lễ Tết, ngày rằm và mùng 1, sản lượng nấm bào ngư tím tiêu thụ tăng gấp 10 lần so với ngày thường, đạt 300-400kg một ngày. Bên cạnh đó, anh Hùng còn cung cấp nấm linh chi sấy khô cho nhiều khách hàng với mức giá từ 800 đến 1 triệu đồng một ký. Sau 3 năm khởi nghiệp với nghề trồng nấm bào ngư tím và linh chi, đồng thời cung cấp bịch phôi nấm các loại cho người dân, đến nay anh Hùng đã gặt hái được nhiều thành công với mức lãi từ 400 đến 500 triệu đồng mỗi năm.
Thưa bà con, hiện nay Di Linh có trên 41.000 hecta cà phê, trong đó cà phê đang thu hoạch xấp xỉ 40.000 hecta và 1.790 hecta cà phê tái canh theo đề án của chính phủ, với năng suất bình quân khoảng 3 đến 4 tấn nhân trên 1 hecta. Sản lượng cà phê hàng năm ở Di Linh đạt khoảng 123.000 tấn, giá trị xuất khẩu hàng năm ước đạt 9 triệu đô la Mỹ. Năm 2008, chứng nhận nhãn hiệu cà phê Di Linh chính thức được công bố. Đây được xem như là bước đầu quan trọng để người trồng cà phê Di Linh nỗ lực cùng với địa phương tìm hướng đột phá cho thương hiệu nông sản thế mạnh này. Vài năm trở lại đây, nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Di Linh đã chú trọng sản xuất các sản phẩm cà phê nguyên chất để cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Anh Lục Tiến Lợi ở xã Tân Châu, huyện Di Linh là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực này. Việc La Mua Coffee là thương hiệu cà phê Di Linh được ra đời từ chính niềm đam mê của anh. Hiện nay mỗi ngày, cơ sở chế biến 150 đến 200 kg cà phê thành phẩm mang thương hiệu Việt La Mua. Thế là mình nhìn thấy trên thị trường á, nó xuất hiện rất là nhiều cà phê, nhưng mà trong đó thì toàn bộ họ làm bằng cái gì? Bắp đậu, hương liệu phụ gia. Thì mình thấy mọi người uống những cái thứ đó thật sự nó không tốt cho sức khỏe. Thì mình lại mong muốn mình ra một cái dòng cà phê mang tính chất gọi là mộc, chứ không gọi là sạch. Sạch ở đây thì nó cái nghĩa nó sâu xa quá. Thì mình muốn đưa cái dòng cà phê đó tới tay người tiêu dùng và mọi người nhận thức được đâu là cà phê, đâu là không phải là cà phê. Không chỉ chế biến cà phê, anh Lợi còn liên kết với một số nông dân trong vùng canh tác cà phê theo hướng hữu cơ, hoàn toàn không sử dụng hóa chất trong quá trình chăm sóc cà phê, để cho ra đời những hạt cà phê đạt chất lượng nhất. Giá cà phê mà công ty thu mua của nông dân do vậy mà cao hơn thị trường nhiều lần, cũng ổn định hơn. Nông dân không lo về đầu ra hay phụ thuộc giá cà phê thị trường. Nhà nông Nguyễn Tiến Cường, một trong số các nông hộ hợp tác trồng cà phê hữu cơ với công ty Hồng Tiến Đức. Với 15 hecta cà phê, năng suất trung bình 4 tấn trên 1 hecta và đảm bảo về các tiêu chí an toàn để cung cấp cho thị trường. Theo anh, việc chuyển đổi sang canh tác hữu cơ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho bà con nông dân. Trong thời gian vừa qua thực hiện cái chương trình cà phê bền vững như vậy thì cà phê bà con đã tiết kiệm được cái trước hết là về cái phần vốn đầu tư cho cà phê. Cà phê hiện nay đã tương đối là phát triển là tốt. Hiện nay thì và cái quy trình bón phân thì bón phân cân đối, thuốc bảo vệ thực vật thì thực sự đúng là bón đúng là trong cái thực vật không quá liều để làm sao mà hạn chế sử dụng bảo vệ thực vật để hiệu quả. Thứ ba là về cái phần thu hái cà phê thì bà con cũng đã thực hiện là hái chín vừa đảm bảo chất lượng, thứ hai là tăng được cái năng suất, và thứ tư là về cái công tác thu hái phơi chế biến thì bà con đã chú trọng đến cái khâu mà làm sao để đảm bảo được cái chất lượng cà phê để là tăng được cái giá trị cà phê trên thị trường của xã Tân Châu. Trước đòi hỏi của thị trường hiện nay, việc nâng cao chất lượng cà phê nhân bằng việc áp dụng canh tác cà phê theo tiêu chuẩn 4C, UTZ, v.v. là một xu hướng mang tính tất yếu. Thực hiện tốt điều này sẽ góp phần khẳng định thương hiệu cà phê Việt trên thị trường thế giới. Với chất lượng nguồn nguyên liệu cà phê trên địa bàn huyện Di Linh đang từng bước được nâng cao, sẽ đáp ứng cho yêu cầu sản xuất, chế biến của các thương hiệu cà phê tại địa phương. Đồng thời, việc phát triển những diện tích cà phê sạch sẽ giúp cho người dân nâng cao được thu nhập, cũng như đảm bảo tốt hơn cho môi trường sống và sức khỏe của chính người sản xuất, đảm bảo chất lượng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Đến đây thì Hải Yến và Kiều Oanh xin nói lời chào tạm biệt.